xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mây Lang Thang. Thì hiện tại là 17:30 ngày 27 tháng 9 2022. Hôm nay là bão vô rồi. Việc đi qua quận 7 nên sẵn quay lại với cô chú anh chị các bạn. Tình hình Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay mưa bão. Đây là con đường Trần Xuân Soạn. Đó, đường bờ kè, trời mưa bão, nước ngập lên láng luôn, ghê chưa? Nước ở dưới kênh mà nó tràn vô luôn. Quá ghê. Hồ bắt cá. Mưa bão Nori và nó và kèm theo lại thủy triều nữa nên con đường Trần Xuân Soạn này là ngập tan hoang, quá trời ngập luôn rồi. Hôm nay đáng lẽ em tính là không có quay video nhưng mà đi về ngang qua đây thì thấy mưa quá tắp vô lại, mở lên quay cập nhật chia sẻ hình ảnh, một vài hình ảnh đến cô chú anh chị các bạn. Sài Gòn mùa nước nổi. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn ở miền Trung chống bão an toàn nha. Hiện tại thì bão vô rồi, quá là dữ, mưa gió kìa. Mưa gió kiểu này thôi chứ. Rơm. Đường Trần Xuân Soạn này thì có đoạn ngập đoạn không? Wow. Từ trưa giờ là trời Sài Gòn là cứ âm u vậy nè. Đó. Chiều là mưa tính hôm nay mình tính chạy về luôn rồi. Ai ngờ lại dính phải cơn mưa này. Đoạn này là đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiển, quận 7 cô chú anh chị các bạn. Gửi đến cô chú anh chị một bạn một vài hình ảnh Sài Gòn chiều mưa bão. Đó, giờ tan tầm là vừa đông xe vừa kẹt xe mà lại vừa mưa bão nữa. Tối nay với ngày mai là bão vô rồi nên là cứ mưa liên tục thôi. Wow. Ồ, ở này ngập, ở đây khúc này ngập sâu luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Không, vẫn đi được, vẫn còn đi được. Cứ giữa đường mà chạy thôi. Wow. Mưa gió quá. Mưa gió này thì ở nhà có cái lẩu hay là tô hủ tiếu nóng ăn rồi à. Đúng bài. Khúc này thì đỡ ngập hơn rồi, mình thấy đỡ ngập hơn rồi. Đường phố có vẻ thoáng rồi. Thôi, trời mưa câu cá quá chừng. Chung cư Quốc Cường, Gia Lai.
trên kênh YouTube của Mai La Hang Sài Gòn sẽ có một cái chủ đề mới nữa. Chắc chừng khoảng 2-3 ngày nữa thôi cô chú anh chị các bạn, mời cô chú anh chị các bạn đón xem nha. Xem thử coi hôm nay Mai Lang Thang có chủ đề gì mới trên kênh. Đến đây thì em lên cầu Kinh Tẻ để em qua bên phía đường đại lộ Võ Văn Kiệt nha cô chú anh chị các bạn, để đi về hướng Thủ Đức. Mưa gió quá, ngay giờ tan tầm nữa. Coi đồng đen luôn. Sài Gòn mà gặp trời mưa, kẹt xe với lại ngập đường, ngập nước mà ngay giờ tan tầm nữa là đúng là một cái gọi là combo hoàn hảo luôn. Nhìn bầu trời kìa, đen thui luôn. Đường đỡ ngập rồi, cũng đỡ, chỉ có gặp một đoạn khúc qua đầu video mình đi thôi, tới đây thì đỡ rồi. Đây giống như là một cái xóm ven sông. Ghe thuyền đậu đây bán trái cây quá chừng luôn. Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Cầu chữ Y là mình sẽ qua đại lộ ở Văn Kiệt để đi về hầm Thủ Thiêm. Đáng lẽ là mình đi về luôn rồi mà thấy muốn quay một đoạn cập nhật đường phố Sài Gòn buổi chiều tối ngày hôm nay khi mà bão vô như thế nào để chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Rồi kẹt xe rồi. Quá nguy hiểm. Ủa,
bán những cái combo lẩu thái 89k, có sẵn nước lèo, có sẵn thịt cá luôn rồi, mua về là ăn thôi. Nhưng mà chất lượng thì không biết như thế nào tại vì rẻ quá thì thường là ngon bổ thì nó không đi kèm với rẻ được rồi. Đây em sẽ quẹo phải để em đi về Thủ Đức thôi. Hôm nay Sài Gòn mưa gió quá. Ủa chưa được nữa, phải vòng lại mới được cô chú anh chị các bạn ơi, vòng lại mới lên cầu được. Vòng lại để em lên cầu Nguyễn Văn Cừ nha. Hôm nay là mưa bão vậy làm quán xá là điều hiu hết rồi, không có ai ngồi lại ăn nhiều, đặc biệt là những cái quán mà lề đường vỉa hè. Khúc này đi ngược chiều không vậy? Đến đây thì trời bắt đầu đổ mưa nữa rồi. Quẹo trái để mình vòng lại lên cầu Nguyễn Văn Cừ nha. Mưa to quá. Nãy giờ tan tầm như thế này thì đúng là khổ. Đại lộ Võ Văn Kiệt là hết kẹt xe rồi cô chú chị các bạn ơi, qua đó là coi như là êm mà ổn áp rồi. Cái cầu dừa ngày mưa gió, bên tay trái của mình là quận nhất, tay phải là quận tư.
trời cũng đã bớt bớt mưa rồi, nhưng mà mây cũng còn đang thui thùi lùi luôn. Phía trước mặt mình là tòa nhà Vitexco quận Nhất. Thì đến đây thì mình xin kết thúc video, chia sẻ một vài hình ảnh buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 9 2022, tình hình mưa bão Sài Gòn gửi đến cô chú anh chị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Mây Lang Thang Sài Gòn.